Chào các bác yêu dao mèo. Và đây là công đoạn cuối đang chuẩn bị đóng gói để gửi cho các bác khách đặt những con dao mèo của bên Thảo PS. Thì em đăng tải chi tiết tới các bác về một bộ dao mèo gồm có 4 cây. Và em làm cả dao băng da chặt xương nhé. Băng da chặt xương thì mình sẽ mang cả đủ bộ đây để cho các bác được xem nhé. Đầu tiên là với một bộ dao mèo, các bác đang muốn đặt hàng tuyển hay là hàng trung bình, thì hôm nay em sẽ quay cho các bác xem về một bộ dao mèo mà nhà em hiện tại đang làm và đưa tới tận tay các bác nhiều nhất. Đấy, thì với con dao mèo như này các bác này, đây là con dao mèo 35cm, đây là con dao mèo 30cm và đây là con dao mèo 25cm và con cuối cùng nhỏ nhất là con 20cm. Đấy, với chất liệu là gì? Rất nhiều bác hỏi em về câu này, bởi vì đây là một cái điều quan trọng nhất để làm nên một con dao tốt. Chất liệu của nó thì em đang làm bằng chất liệu thép lò xo dây, loại tốt nhất, đanh, sành, để cho các bác anh nhà mình sử dụng chặt tre, chặt gỗ cứng. Và với sống của nó thì sẽ là sống 7 ly, cổ của nó sẽ là cổ đồng này, 3 chốt đinh, tay giả tay môn. Bộ này em sẽ làm vỏ hoàn toàn hết cho các bác này, về các bác chỉ được dùng thôi nhá. Đấy, em báo giá từng con một. Đây là hàng tuyển của khách hàng đặt em những loại thép lò xo dây này. Với con dao mèo 20cm này, em đang đưa tới các bác anh với giá sẽ là 300.000, bao gồm cả vỏ, miễn phí ship. Còn con 25cm, 3 chốt đinh tay mu này, con này sẽ có giá là 350.000, cả vỏ, miễn phí ship, sống 7 ly, lưỡi hách lưng gù. Và đây là con 30cm thì với cái giá đang sẽ là 400.000 đồng một con, mũi hách lưng gù. Đấy các bác anh ạ, bao gồm cả vỏ luôn nhá. Còn con 35cm sẽ là 420.000 một con như thế này. Đấy, và như các bác xem thì bạn này vừa mới con 20cm đâu, lấy cái con 20cm cho đủ bộ chặt xương đi. Bộ chặt xương đây cũng là loại cao cấp nhất của bên em nhá. Đấy, các bác anh nhà mình mà đã xem tới bên Thảo PS với những dòng dao mèo hàng tuyển thì với cái lô này thì em làm cả tháng rồi, hôm nay mới xong. Đây là một bác đặt tặng đồng đội, tặng mỗi một bạn một con. Đấy thì em sẽ làm như này, để bác nào anh nào mà ưng cái mẫu này, các bác có thể liên hệ trực tiếp ngay tới em nhé. Bộ dao thép trắng này, để em cầm cái bộ thép trắng này lên cho các bác anh nhà mình được xem. Đầu tiên là con 20cm đi. Đấy, cái giá hôm nay thì em cũng đưa tới các bác bằng bộ dao đen luôn nhé. Mình để nó nằm như này, nó sáng hơn đấy. Đấy. À, quên mất không bảo các bác nhé. Các bác lưu ý này, dao này em này, tất cả đều có tên Thảo PS ở trên dao như này mới đúng nó xưởng em nhé, để tránh nhầm với những xưởng khác các bác ạ. Và Thảo PS như thế này là em mới bảo hành cho các bác đấy. Khi nào các bác anh nhà mình cần bảo hành mà quên không nhớ là mua đâu, cứ nhìn chữ Thảo PS này, xong rồi đánh lên trên trang YouTube hoặc là Facebook hoặc là trên tất cả các nền tảng thì nhà em đều có Thảo PS nhé. Với giá là 300.000 đồng một con 30cm bao gồm cả vỏ. Con 25cm với giá là 350, cổ đồng 3 chốt đinh, cực đẹp luôn. Con này báo giá luôn là 350 nhé các bác anh nhé, 25cm. Và con 30cm có giá là 400. Đấy, con 35cm. Các bác nhìn nếu mà thép Nhật chuẩn xịn nhé. Các bác nhớ phải mua sáng bong, sáng loáng như này này mới là hàng chuẩn nhé. Đừng có mua nhơ. Mặt chữ là phải chữ dập chìm như này mới là bảo hành lâu dài cho các bác được nhé. Đấy, các bác nhìn thép chuẩn này, nhà em đã nổi tiếng trên toàn đất nước Việt Nam rồi. Các bác mua sẽ yên tâm tuyệt đối nhé. Đây, cái tay của nó này, 3 chốt đinh này. Bác nào đã xem những buổi livestream của em các bác biết, tất cả những lời bình luận mà các bác đã mua rồi thì chưa một bác là phải chê luôn. Cái đấy em bỏ ra rồi, đây đây. Đây là con 20, vẫn là cái bộ kia đây. Chỗ này mấy con đây, hàng đặt đấy các bác ạ. Con 20 này, đây là con 35 này, các bác nhìn này. Khiếp, em phải nói là lần này đúng không? Siêu tuyển bằng cái chất liệu lò xo dây. Đấy, quá đẹp luôn. Con này 420 đấy các bác ạ, 35cm nhá. Đấy, 30cm là con trên này. Thì vẫn là bộ mùn vừa lấy thôi, nhưng mà em vẫn muốn là cho các bác xem về cái chất lượng chi tiết một chút, đẹp không các bác? Quá là đẹp đấy các bác ạ, chất liệu lò xo toàn bộ hôm nay đấy. Đấy, còn về bộ dao buồng nhá. Đây các bác anh ơi, bộ dao buồng em cầm cho các bác xem. Hiện tại thì con 30 thì em nó đang bị hết. Bác lại đặt em vẫn làm 30, giá của nó vẫn như bộ kia nhá. Con này con 20cm này. Đấy, con 25cm. Đẹp nhỉ? Quá đẹp luôn. Con 25cm. Và con 35cm, hiện tại con 30cm đang hết các bác. Còn đấy, đẹp lắm các bác ạ. Đẹp lắm luôn đấy các bác nhìn. Các bác chặt xương, chặt cây, chặt tre, cụ cứng, cây già thì cũng quá là chất lượng luôn. Chặt tre thoải mái luôn đó các bác, chặt tre già. Mà bên em sẽ bao là cho các bác anh nhà mình test thử hàng, sau đó phải trả tiền nhé.
cứ test thử chặt thử thoải mái luôn, chặt xương chặt tre. Cuối cùng là một bộ dao huyền thoại mà nhà em đang bán với số lượng một ngày phải cả trăm cả nghìn bác gọi điện hỏi thăm về cái con này. Lý do là đã có người dùng rồi và người sau sẽ rất chi là thích con này luôn. Thì con này em đang làm 20cm này, từ 20 tay mu này, 5 ly các bác nhé. Các bác muốn làm 7 ly em làm 7 ly, muốn làm 5 ly em làm 5 ly. Tay của nó sẽ là cổ đồng. Đấy, như thế này. Cái này có giá sẽ là 220.000. Con này sẽ có giá là 240, là lưỡi 25cm chưa kể cán các bác nhé. Con này 30cm là 250, lưỡi 30cm. Còn con này 35cm là lưỡi là 260.000. Bao cho các bác anh nhà mình chặt xe, che, chặt xương cứng, chặt thoải mái cho em luôn. Về cái bộ dao ngày hôm nay thì bên em Lò Rèn thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn đất nước Việt Nam. Bác nào anh nào đang muốn đặt kích thước bao nhiêu, đặt như thế nào, cứ liên hệ với em qua đầu số điện thoại trên góc màn hình nhé. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác miễn phí ship hoàn toàn luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này nha. Nhớ đăng ký kênh của em để xem rất nhiều những sản phẩm hay qua những đoạn clip ngắn như này các bác nha.